Xin chào các bạn, mình là Quang đây. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh YouTube Nước Hoa Bình Loạn. Và ngày hôm nay cái chai nước hoa tiếp theo mình sẽ làm review, đó là chai nước hoa của nhà Dolce & Gabbana Incenso. Thì cái chai nước hoa này nó được ra mắt vào năm 2014. Và tất cái nốt tông mùi của nó, chủ đạo của nó, đó là cây thuốc lá và hoa oải hương. Thì để mình xin nói được, mình xin nói một chút là trong những cái chai nước hoa mình đang dùng, có những chai là mình đi thẩm mùi và mình mua, mình ngửi và mình thích thì mình mua. Còn có những chai là mình qua những cái bài review, những bài đọc trên mạng, sau đó thì mình tự quyết liều lĩnh một phen xem nó như thế nào. Và cái chai này là một trong những cái chai mà mình mua nó theo cái cách thứ hai, đó là nghe các anh em chém gió và tắt hất nước theo mưa. Thì đây là một chai nước hoa theo như cái đánh giá của mình là nửa vời, mùi hương nửa vời, độ bám tỏa hương nửa vời, không có một cái gì đặc sắc cả, không có cá tính, không có nét riêng của mình. Có nghĩa là bạn dùng cũng được, hoặc bạn không dùng cũng được, bạn khen cũng được, hoặc bạn chê cũng được. Không có một cái gì đó để mà tạo điểm nhấn, nhưng mà cũng không có điểm chìm. Đó. Nếu như để so sánh một chút, ví dụ như mình ở đây mình chỉ cần so sánh cái chai này thôi, Versace Dreamer. Mặc dù chai này được ra mắt trước chai này, chai Incenso này khoảng hơn 10 năm, nếu như mình nhớ không nhầm thì chai Versace Dreamer này nó được ra mắt vào năm 1996, và cũng là nốt với nốt cây thuốc lá và kết hợp với vanin. Thì nó không phải là hoa oải hương như cái chai này, nhưng mà mùi hương của nó rất là độc đáo, nó có cái nét riêng của nó, chứ không như chai Dolce & Gabbana Incenso này. À, mình xin nói một chút về mùi hương của cái chai này. Thì như mình đã nói ở đầu clip, về cơ bản nốt hương của chai này đó là thuốc lá và oải hương, nên nó sẽ tạo ra một cái cảm giác đó là trầm ấm và hơi một chút xíu thôi, một chút xíu ngọt ngào có hoa oải hương. Thế nhưng mà nó, cái sự kết hợp của hai cái nốt này nó không có đặc biệt, không ấn tượng lắm. Có thể nói là ngay cái lần đầu tiên khi mà mình ngửi cái mùi hương của cái chai này ấy, mình đối với mình đã không cảm thấy một sự phù hợp nào đối với mình. Cái mùi hương này nó làm mình nhớ đến cái thời gian, có một thời gian là mình đã làm việc với một vài người Bangladesh, và cái mùi hương này nó rất là giống với những cái mùi hương mà họ hay dùng, nồng, ngái ngái và hăng hăng, rất là khó. Rất, nói chung là mình đối với mình thì mình không hề có một cái hứng thú nào đối với cái mùi hương của cái chai này. Thật sự là mình cảm thấy mình rất là không thích cái mùi hương của cái chai này. Nếu mà để so sánh với chai Dolce & Gabbana The One thì chai này thật sự là một, đối với mình rất là đáng tiếc, một sản phẩm đáng tiếc của D&G. Đó. Còn về bám tỏa hương của cái chai này, mặc dù là all perfume, thế nhưng mà mình xịt thì mình chỉ cảm thấy sau khoảng 2 đến 3 tiếng là mùi hương đã cảm thấy là yếu đi rất là nhiều. Mặc dù là với thành phần perfume, thế nhưng mà độ bám tỏa rất là kém. Thì cái chai này nên dùng hợp lý nhất là mùa xuân và mùa thu. Mùa hè thì không nên dùng, nồng, rất là nồng, không nên dùng. Để mà nói, bạn nào mà, à, mình cũng xin nói qua một chút, bạn nào nếu mà dân văn phòng thì chai này cũng khá là hợp.
nếu như bạn nào mà đến ngồi công việc bàn giấy thì cái chai này nó cũng khá là hợp để dùng cho đi làm, bởi vì mùi hương của nó thì cũng tạo nên những cái nét lịch sự cho riêng mình. Trên đây là tất cả những cái gì mình cảm nhận về cái chai nước hoa Dolce & Gabbana Incenso. Hãy like và share nếu như các bạn cảm thấy clip có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.